Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Tạ Đình Phong nhiều lần cãi vã với Vương Phi vì lén lút làm điều này cho Trương Bá Chi. Lâu nay, tạp chí truyền thông liên tục đăng tải tin tức về Tạ Đình Phong cùng sự vô trách nhiệm của anh với con dòng. Theo đó, tài tử 12 Đào Phong bị bận rộn yêu đương và không ở bên con trai Luca và Winter. Anh phá mặt mọi chuyện cho Trương Bá Chi. Thực tế, Tạ Đình Phong bao lâu nay vẫn yên lặng không san sẻ về chuyện này. Anh không muốn người ngoài quá chú ý tới vấn đề của gia đình mình. Tạ Đình Phong rất quan tâm với con dòng và vẫn lặng thầm gửi tiền trợ cấp cho con, nhưng không san sẻ. Với thông tin Tạ Đình Phong đã đưa cho Trương Bá Chi 80 triệu tệ, hơn 270 tỷ đồng, tiền cấp dưỡng nuôi hai con trai mỗi năm, bản thân tài tử họ Tạ thừa nhận anh luôn cảm thấy sợ hữu lỗi với những con vì không thể chăm sóc chúng. Tạ Đình Phong đã quyết để lại toàn bộ tài sản, hơn 3.000 tỷ đồng cho Luca cùng Winter, giống như một hành động chuộc lỗi với bọn trẻ. Ngoài ra, Tạ Đình Phong ban sơ không giành quyền nuôi con vì anh cho rằng Trương Bá Chi sẽ sở hữu để chăm sóc bọn trẻ tốt hơn vì không vướng bận điều gì. Hơn thế, nam tài tử muốn thực hiện lời hứa ban sơ với vợ cũ. Tạ Đình Phong từng hứa rằng nếu như về sau anh và Trương Bá Chi không ở bên nhau thì những con sẽ ở với mẹ. Nam tài tử từng khẳng định rằng bản thân anh luôn cảm thấy hàm ân Trương Bá Chi vì đã một mình vất vả nuôi con. Đối với chuyện quá khứ, anh hoàn toàn tha thiết cho cô. Cả hai giờ giữ quan hệ bạn bè thân thiết của nhau và cùng chăm sóc cho con dòng. Tuy nhiên, vì tiện thể sự quan tâm của vợ cũ và hai con trai, Tạ Đình Phong sở hữu ý giấu Vương Phi. Anh không muốn chuyện này làm tác động tới quan hệ của hai người, nhưng Vương Phi lại không muốn bạn trai làm việc lén lút sau lưng mình. Đó là lý do mà họ thường xuyên cãi vã. Với thời kỳ Tạ Đình Phong và Vương Phi không hợp mặt nhau, làm cho nhiều người cho rằng họ đã chia tay, nhưng thực sự cả hai vẫn ở bên nhau. Vương Phi, Tạ Đình Phong yêu nhau năm 1999, lúc đó Đình Phong 19 tuổi, mới qua làng giải trí, còn Vương Phi 30 tuổi, qua một đời chồng và có con riêng. Năm 2003, họ chia tay. Tạ Đình Phong kết hôn với Trương Bá Chi, có hai con trai, còn Vương Phi đi bước nữa với Lý Á Bằng, sinh con gái. Trải qua sóng gió hôn nhân, Tạ Đình Phong, Vương Phi lần lượt ly hôn, họ tái hợp vào năm 2014. Từ đó đến nay, hai nghệ sĩ hấn bú rìu dư luận vì đời tư chưa từng xuất hiện công khai. Tin đồn họ chia tay có con liên tục xuất hiện trên mạng xã hội, cả hai hiếm khi phản hồi. Hồi tháng 7, nhiều người chia sẻ các bài viết Phương Phi mạo hiểm sinh con gái cho Tạ Đình Phong ở tuổi 52. Tạ Đình Phong sửa di chúc để chia tài sản cho con gái. Trên Weibo, đại diện của họ Tạ Đình Phong nói hai nghệ sĩ chưa từng có kế hoạch sinh con. Phía Đình Phong yêu cầu người tung tin xóa bài viết liên quan. Những năm qua, Tạ Đình Phong thường xuyên làm giám khảo sau thực tế, có chương trình riêng về ẩm thực. Phim Nộ Hỏa mà anh đóng phim chính ra mắt hồi tháng 8, đoạt doanh thu hơn 185 triệu USD. Nam diễn viên sở hữu tài sản hơn 130 triệu USD. Phương Phi cũng giàu có, không kiếm bạn trai, sở hữu nhiều bất động sản ở Bắc Kinh, Hồng Kông. Nhà văn nổi tiếng Trung Quốc Hàn Tùng Lạc từng nói, Phương Phi và Tạ Đình Phong đều hội tụ đủ yếu điều kiện để tự quyết định cuộc đời của theo ý mình. Họ có đủ năng lực để giành lấy hạnh phúc, có dũng khí để chấp nhận thất bại và đối diện sai lầm. Đó là may mắn của họ, như vậy chưa đủ để hâm mộ hay sao? Tờ Hồng Viu cho rằng, dù thích hay không thích lựa chọn của Phương Phi, Tạ Đình Phong, người ngoài đều không có quyền trói buộc họ bằng các quan niệm luân lý đạo đức. Trước đây đã chia sẻ bài phỏng vấn thực hiện cách đây nhiều năm của người đẹp họ Vương. Khi MC chương trình hỏi câu tế nhị vì sao lại quay lại với Tạ Đình Phong, Phương Phi tỏ ra không hề nào núng khi đáp trả lại rằng đối với cô, vai trò của người đàn ông trong cuộc sống là không cần thiết. Thích có thể tái hợp, không thích thì chia tay, không có sự phân biệt nào ở đây. Thái độ của Phương Phi trong chuyện tình cảm luôn lãm đạm và thờ ơ, có hay không có tình yêu trong cuộc đời này đều không quá quan trọng. Nếu như Tạ Đình Phong không theo đuổi nhiệt tình, cầu mong Vương Phi quay lại, chưa chắc nữ ca sĩ sẽ tái hợp với tình trẻ kém 11 tuổi. Trang BZ bình luận, điều này có nghĩa trong lòng Vương Phi, cô không coi Tạ Đình Phong là mối quan hệ lâu dài, chỉ là người tình tạm thời. Đồng thời, Trang Bá cũng đặt câu hỏi, không biết Tạ Đình Phong nghe xong có cảm thấy đau lòng hay không? Tuy nhiên có ý kiến cho rằng, chỉ qua cách trả lời,
Netizen đã nhận ra Vương Phi chính là cao thủ tình trường, giỏi nắm bắt cảm xúc của đàn ông, tạo cho Tạ Đình Phong cảm giác có thể đánh mất cô bất cứ lúc nào. Đó chính là lý do vì sao nam diễn viên luôn cố gắng chiều chuộng, yêu mến bạn gái và giữ cô bên cạnh, không chịu rời xa. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.